À, hôm nay mình mới về một hai cặp loa đến từ Bavaria. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Đây là hai cặp loa mà nó có cái nó nằm trong cái series CS và S nổi tiếng của Bavaria. Đó là cặp loa CS F99. Này mình tháo lưới ra cho bạn xem. Cái video này thì mình sẽ giới thiệu thôi. À, video sau mình sẽ test cho từng cặp loa. F99 thì nó có thiết kế cái loa bass giống như cái cặp mà 616 lừng danh. Thì cái cặp F99 này nó có 3 đường tiếng, một bass 25, xin lỗi, một bass 30, một mid và một treble. Loa có phân biệt trái phải Nhật Bản. Thì cái cặp loa này nó có cái bass của nó là gân vải tẩm dầu. Các bạn thấy là cái gân này nó ướt. Gân này gân vải xếp này, nó ướt, nó đánh rất là mềm. Mid của nó là rất lớn, mic là khoảng 14 cm và một lò treble dôm. Có hai nấm tinh chỉnh này, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha các bạn. Tại vì mình để cái cặp F170 nằm đèn trên nên không quay hết cho các bạn xem được, nhưng mà hàng thì rất là đẹp, quay giống phía sau cho các bạn xem nha. Của nó là màu xám nha. Đây là lò lép này, lò trái này, 90W 6,3 ohm. Cái thằng Pioneer này nó rất là ưa cái độ nhạy mà 6,3 ohm, rất là nhiều dòng như vậy. Ngay cả 170 đó cũng 6,3 ohm luôn. Trạm này trạm nhấn quen thuộc này. Mấy dòng CS là những cái dòng mà đời trước, sau này nó lên dòng S. Thì CS thì chúng ta thấy có CS 77A, 88A, 99A. Cái dòng này CCSF này thì nó để phân biệt với cái dòng CS không có chữ F thì CS99, còn cái này là CS F99, sản xuất tại Nhật nha. Loa bên kia là loa phải. Thùng cực kỳ đẹp, hai nấm tinh chỉnh mình đã thử hết rồi, tất cả ok. Cặp loa này chúng ta có thể hát karaoke cũng được, rất là hay luôn. Với cái loa này thì để mình đo xem cái kích thước. Kích thước để đâu. Rồi các bạn đợi mình chút nha. Loa này thì cái chiều ngang của nó, để mình coi lại cái. Đây là cái chiều ngang của loa, 38, chiều sau là 32, nếu có cả lưới thì nó sẽ lên 30, 34 đó. Chiều cao là 74. Đây cái lưới của nó đây, lưới nó rất là đẹp nha. Cái loa này thì nó nặng khoảng 25 kg, còn nguyên tem nha. Đó, lưới của nó tem nó cũng nằm bên phải bên trái. Đó. Quay các bạn xem cực kỳ đẹp luôn. Sau này nó có dòng F99A nữa, thì F99A nó khác đó là nó sở hữu thép còi. Rồi tiếp tục là một cặp rất là nổi tiếng của Pioneer, nó là dòng S170. F170 thì nó là đàn em của 180A. Nên nó sử dụng cái trép cũng giống 180A luôn. Như là cái mic chứ. Mic thì hơi giống, không phải giống nhưng mà mình nhầm. Trép của nó là trép trép digital. Đấy. Cặp này thì cực kỳ đẹp. Màng carbon nè, gân mút nè, có hai nấm tinh chỉnh nè, rất là mới luôn. Nhìn nó so ra thì nó sang trọng hơn thằng dưới này, nhưng mà cái bát của nó nhỏ hơn, bát 25 nha các bạn. Cái nấm tinh chỉnh này nó cũng làm nhỏ hơn, ở trên này nó cũng có từ 170 này, lưới cũng có 170 nha.
Lưới nó có logo Bioneer và 170 bên cạnh. Thằng Bioneer thì nó rất là chăm chút cái về cái thiết kế của loa. Chúng ta thấy loa của Bioneer dù cho những dòng rẻ tiền hay mắc tiền nó cũng làm rất là đẹp. Thích cái này là nó không có bị ten này, không có bị oxy hóa này, không có, nói chung là còn rất là mới, không giống như dòng loa Dayton hay là Onkyo thì cái kiềng nó hay bị ten. Rồi, cực kỳ đẹp nha các bạn. Rồi mình quay ra phía sau. 130W, 6,3 ohm này, sản xuất tại Nhật Bản này, loa trái này, loa phải này. Đó. Rồi thì mình sẽ báo giá hai cái đôi loa này. Đôi loa bao nhiêu là 10 triệu rưỡi nha các bạn, 170. Còn đôi loa CS-S99 là 12 triệu rưỡi. Đảm bảo mức giá tốt nhất Sài Gòn rồi. Các bạn có thể lên mạng để sờ thì biết. Ok, mình sẽ hẹn các bạn trong những video clip khác. Ai có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì bên mình vẫn liên tục có dịch vụ chép nhạc chất lượng cao nha. Bên mình có cung cấp ổ cứng, USB. Và các bạn đã có rồi thì có thể đưa cho mình chép với mức chi phí rất là hấp dẫn luôn. Chỉ 400 ngàn thôi. Vài trăm cuốn đĩa trong một cái ổ cứng chỉ 400 ngàn thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip tiếp theo của ông Nguyễn Hùng Audio.